Xin chào các bạn. Ngày hôm nay tôi sẽ hướng dẫn các bạn cài đặt môi trường lập trình Java bằng Eclipse trên hệ điều hành Mac OS. Đầu tiên, các bạn hãy mở trình duyệt web ra và gõ lệnh tìm kiếm Java JDK. Các bạn chọn link tải từ oracle.com về. Và chọn cài đặt cho Mac và nhấn chọn để tải về. Tại đây sẽ xuất hiện trang yêu cầu các bạn đăng nhập tài khoản Oracle trước khi tải về. Nếu các bạn đã có tài khoản thì đăng nhập để tải về. Còn nếu không thì chọn Create Account để tạo một tài khoản mới trước khi tải về. Sau khi tải về thành công thì các bạn vào thư mục Download, nhấn chọn cài đặt JDK. Lưu ý rằng bạn phải cài đặt JDK, tức là Java Development Kit, trước khi cài đặt Eclipse. Nếu các bạn gặp thông báo không thể cài đặt vì Apple nghi ngờ đây là phần mềm độc hại thì đừng lo. Apple chỉ cảnh báo vì chúng ta không tải về từ App Store mà thôi. Cách giải quyết đó là các bạn mở setting của Mac lên, chọn Security and Privacy, chọn thẻ General, nhấn chọn biểu tượng ổ khóa, sau đó nhập thông tin đăng nhập trên máy Mac hiện tại của bạn và chọn Unlock, sau đó chọn Open Anyway để tiếp tục cài đặt. Tại màn hình cài đặt, các bạn làm theo hướng dẫn và nhập thông tin đăng nhập trên máy Mac nếu có yêu cầu. Sau khi cài đặt thành công, các bạn chọn Close và chọn Bootstrap để xóa gói cài đặt này đi. Sau khi cài đặt JDK thành công, các bạn mở trình duyệt web ra và tìm kiếm Eclipse. Chọn Eclipse for Java tại trang eclipse.org. Chọn gói cài đặt cho macOS và nhấn Download. Các bạn sẽ được chỉnh qua một trang để lựa chọn tải về từ đâu. Cách đơn giản nhất đó là chọn nút Download mặc định. Vì Eclipse là miễn phí, nên tại đây các bạn sẽ thấy thông báo hỏi các bạn có muốn đóng góp hay không. Nếu các bạn không có tiền hoặc không muốn đóng góp thì có thể bỏ qua cũng không sao. Sau khi đã tải gói cài đặt Eclipse về, các bạn lại mở thư mục Download ra và chọn cài đặt Eclipse. Chúng ta chọn Eclipse IDE for Java Developers. Nhấn chọn Install để cài đặt. Chọn Accept Now. Nếu có thông báo như thế này thì các bạn chỉ cần chọn Accept để tiếp tục. Sau khi cài đặt thành công, các bạn có thể nhấn Launch để khởi động Eclipse. Tại đây, các bạn sẽ thấy cửa sổ để lựa chọn nơi mặc định mà các bạn sẽ lưu trữ các Java project. Ở đây tôi chọn File, chọn thư mục Download và tạo một thư mục mới có tên Java project để lưu trữ các project mới trong tương lai của tôi. Các bạn có thể lựa chọn nơi lưu trữ khác tùy ý. Các bạn có thể chọn đây là thư mục mặc định và không cần hỏi lại khi các bạn mở clip ra ở lần sau nữa, và nhấn chọn Launch để tiếp tục. Lần đầu tiên khởi động Eclipse, các bạn sẽ thấy một màn hình Welcome. Tại đây các bạn có thể tùy chọn xem các tutorial, các ví dụ, vân vân. Ở đây tôi chọn Create a new Java project để tạo project đầu tiên. Tôi đặt tên nó là Hello World và nhấn Finish.
các bạn tắt trang hỏi về donate này đi. Ở bên trái các bạn thấy tên project chúng ta vừa tạo là Hello World ở đây. Các bạn thấy trong phần GRE System Library này có các thư viện mặc định được tạo ra. Chúng ta không cần quan tâm. Chúng ta cần quan tâm phần sụp với tắt là SRC là nơi sẽ chứa code của chúng ta. Bây giờ các bạn mở file, chọn New, Class và đặt tên nó là Hello World. Lưu ý nhớ chọn Public Static Void Main để nó tự động tạo hàm main cho các bạn và nhấn Finish. Sau khi tạo thành công, chúng ta có một file có tên là Hello World.java như ở đây. Chúng ta xóa dòng comment này đi và thực hiện in ra dòng chữ Hello World bằng hàm systemout.print. Gọi Hello World vào đây. Lưu lại và nhấn run để chạy chương trình. Chương trình chạy thành công ở phía dưới đây. Dòng chữ Hello World đã xuất hiện tại cửa sổ console. Bây giờ các bạn hãy thay dòng chữ Hello World bằng dòng chữ Xin chào các bạn hoặc bất cứ dòng chữ nào mà bạn muốn thử xem. Nhấn lưu lại và nhấn run. Dòng chữ xin chào các bạn đã được in ra ở đây. Chúc các bạn thành công.